Hôm nay thì Thẩm mỹ quốc tế Bali sẽ quay livestream cho mọi người về một chị khách hàng gọi là ngày xưa có đi thi và tham dự cái chương trình Hoa hậu Việt Nam năm 1998 đúng không ạ? Vâng, và chị Thảo sau khi thực hiện cái giảm mỡ một lần với cái liệu trình giảm mỡ lipo slimming của Thẩm mỹ quốc tế Bali thì chị Thảo đã thu gọn được sau 4 ngày đúng không chị? Vâng, thì chị Thảo đã thu gọn được 3 ký mỡ và hơn 20 cm vào bụng. Thì chia sẻ với mọi người một chút là tình trạng chia sẻ với mọi người chút đi chị nhá. Vâng, đây là tình trạng của chị Thảo khi mà đến với Thẩm mỹ quốc tế Bali. Thì với cái thể trạng của chị, trước đây chị sinh mổ đúng không chị? Đúng rồi. Vâng, nên là cái vùng bụng của chị tích khá là nhiều mỡ. Và khi mà chị mổ dọc như thế nữa thì mỡ của chị thì nó lại chia sang làm hai bên. Thì nhìn thì cái khối lượng mỡ của chị nói chung là cũng rất là cứng. Đó, thì chị Thảo có thể chia sẻ một chút là sau khi giảm mỡ của Bali về thì chị Thảo thấy cân nặng cũng như sức khỏe của mình như nào rồi chị? Sau khi mà được giảm mỡ ở bên Bali này thì chị Thảo về thấy cái cảm thấy cơ thể mình nó rất là khỏe và cũng thấy tự tin hơn với cái vóc dáng của mình. Và được cái là mọi người cứ nói rằng là mình sức khỏe đi thẩm mỹ thì cứ sợ là có vấn đề đi, nhưng mà chị không thấy thế nào cả. Dạ. Và chị thấy rất là tự tin và thấy rất là khỏe. Dạ, trong quá trình làm thì chị Thảo cũng cảm thấy có khó chịu đấy không hả chị? Trong quá trình làm thì chị Thảo nói chung là cũng hơi run một chút, nhưng mà đến bây giờ thì sau khi làm xong thì thấy thoải mái, bình thường. Nói chung là nó chỉ bị ảnh hưởng tâm lý cái lúc đầu thôi, còn sau này không có ảnh hưởng gì. Dạ, đây chia sẻ với mọi người thêm một chút, đây là hình ảnh chị Thảo khi mà lúc đấy cái cơ thể của chị khá là to, và lúc này thì chị có chia sẻ là cân nặng của chị lên đến 78 kg. Vâng, và chị Thảo ơi, lúc đầu thì chị Thảo có chia sẻ với bọn em là ngày xưa chị Thảo có đi thi hoa hậu ấy, thì chị Thảo có thể chia sẻ một chút lại cái kỷ niệm đấy với bọn em được không ạ? Cái kỷ niệm lần đầu tiên mà chị Thảo đi tham dự một cuộc thi hoa hậu đấy thì thực sự ra là tuổi của chị Thảo thì vẫn còn trẻ, nên là vóc dáng thì rất là chăm chút, rất là nhỏ nhắn, và với chiều cao lý tưởng thì luôn luôn là nghĩ rằng mình lúc nào cũng là người thắng cuộc. Và từ khi mà đi thi xong thì về thì cuộc sống thì đi xây dựng gia đình là nó có biến chuyển và khác đi rất là nhiều. Và cuối cùng ra là cơ thể cứ càng ngày càng béo lên, càng ngày càng tích mỡ, càng tích mỡ. Sau một thời gian rất là dài thì đúng là khoảng 20 năm sau, bây giờ quay lại với thẩm mỹ thì mình lại tự tin với cái vóc dáng của mình rất là nhiều. Chị Thảo có thể chia sẻ là khi mà tham dự cái cuộc thi hoa hậu đấy thì chị lọt vào top bao nhiêu được không ạ? Chị thi trong cuộc thi đó thì chị có đặt vào top 20. À, top 20. Nói chung là được nhìn nhận cái vóc dáng rất là đẹp. Nói chung là top 20 cũng là một cái thành tích cũng khá là đáng nể rồi đúng không chị? Vâng, chị Thảo ơi nhé, mọi người có chia sẻ, chị Thảo có chia sẻ là chị Thảo đã giảm được khoảng tầm 3 kg mỡ bụng đúng không? Vâng, chị cảm thấy được là cái mỡ bụng của chị bây giờ nó cảm thấy rất là nhẹ đúng không chị? Đúng rồi. Vâng. Hiện tại bây giờ xem lại cái hình ảnh trước khi làm nhá, thì mỡ bụng của chị khá là bị đổ này, bị đổ ra đằng trước khá nhiều. Và riêng cái phần đây, mỡ bụng của chị bị đổ ra đằng trước và nhìn chị trông rất giống là bụng bầu đúng không chị? Và đây là cái phần mổ của chị khi mà chị mổ đẻ ngày xưa nữa, thì tạo cho chị một cái vùng bụng gọi là cái thành bụng nó bị dày và cái mỡ nó bị cứng. Đó, khi mà hôm nay biết được chị Thảo giảm nhiều như thế này là bên em sẽ phải xin phép chị ngay. À, mà có biết là chị Thảo hôm nay đến để tiếp tục thực hiện cái liệu trình giảm mỡ bắt tay đúng không chị? Đúng rồi, hôm nay chị Thảo lại tiếp tục đến để làm liệu trình giảm mỡ bắt tay. Dạ, để cho nó cân với cơ thể. Vâng, Tết nhất đến nơi rồi chắc là cũng muốn tút tát lại một chút nhan sắc đúng không ạ? Tết đến nơi rồi cũng muốn có thêm một cái dáng vẻ đẹp hơn và lịch sự hơn, trang trọng hơn để chơi sân cho nó vui vẻ. Dạ vâng, đấy, rất là cảm ơn chị Thảo. Và hôm nay sau khi mà thực hiện cái liệu trình giảm mỡ bắt tay bên em thì lần sau nếu mà có giảm được nhiều như cái vùng bụng như này thì cho bọn em xin feedback ít nhá. Dạ vâng rồi, mọi người có bất kỳ những cái băn khoăn thì có thể là để lại comment ở bên dưới cái livestream này, hoặc là liên hệ trực tiếp với số điện thoại hotline 0386463163 để được tư vấn trực tiếp nhé.